Bạn đang tìm hiểu đến dòng năng lượng mặt trời công nghệ Ý thì Nipton đây là một thương hiệu đáng để cho bạn quan tâm và bỏ tiền ra để đầu tư, với độ bền và tuổi thọ cao giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi các bạn sử dụng máy năng lượng mặt trời Nipton. Xin chào các bạn, hôm nay mình có mặt ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một. Thì hôm nay bên mình sẽ lắp đặt cho khách hàng một bộ năng lượng mặt trời Nipton 140 nít. Thì ở đây khu này sân nhà xây nhà rất là nhiều, dự tính là mình sẽ lắp đặt rất tốt để cho khách hàng giới thiệu cho rất là nhiều nhà đang xây. Vì ở đằng sau, đằng trước và bên hông có rất là nhiều nhà đang xây, cho nên là chủ nhà yêu cầu sử dụng máy năng lượng mặt trời tốt nhất hiện nay. Thì trong tầm giá tốt thì Nipton là một sự lựa chọn khá là tốt để giới thiệu cho khách hàng Nipton 582 140 nít. Thì ở đây là máy trước mặt các bạn, đây là máy năng lượng mặt trời Nipton Italy, thích là công nghệ của Ý. Thì sau khi đã lên hình, các bạn nhìn thấy không, sản phẩm nhìn rất là chắc chắn và thiết kế với mẫu mã đẹp, trường tồn với thời gian để ngoài trời. Thì dòng đây là có hai phiên bản vỏ thép sơn tĩnh điện, bên trong là lớp form dày 5 phân giúp các bạn có thể giữ nhiệt tới 3 ngày nha các bạn. Thì đây là ống thủy tinh ron 58, các bạn nhìn thấy đường ron rất là liền lạc và chắc chắn, giúp giữ nhiệt rất là lâu. Thì dung tích 140 lít này các bạn có thể sử dụng cho từ 3 đến 4 người nha. Thì cái ưu điểm nhất của dòng này đó là chân nhôm, hệ thống chân nhôm siêu nhẹ giúp các thợ lắp đặt không có hiện tượng va quệt vào đứt chân đứt tay. Khi mà các bạn ở đặt, các bạn sẽ không tránh được cái hiện tượng chảy xước do máy năng lượng của một số hãng hiện nay ra, có thể rất dễ đứt chân đứt tay đó. Thì dòng sản phẩm này được bảo hành chính hãng 5 năm một đổi một nha các bạn. Thì bên trong là ruột inox 304 với độ dày 0.5mm giúp máy có độ bền cao, sử dụng tuổi thọ từ 15 tới 20 năm mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng sản phẩm đó. Thì đây là phần bên hông, bên hông về sơ đồ nước cấp. Thì ở đây máy năng lượng mặt trời Nipton này sử dụng cho 3T. Thì dòng Tyrian này các bạn, Tyrian Elox 304 này là Tyrian gắn nghiền nha các bạn, không phải là Tyron. Khi mà các thợ lắp đặt sẽ gặp cái Tyrian này, các bạn sẽ phải tốn 3 cái core ren, nhưng bù lại các bạn sẽ tiết kiệm được cái thời gian bảo hành bảo trì ra từ đây. Thì rất nhiều nhà gắm lắp đặt thì ro rỉ nước ra từ đây là do ro, nhưng khi các bạn sử dụng năng lượng mặt trời Nipton này thì các bạn sẽ tránh được cái thời gian bảo hành bảo trì đó, rất là tiện lợi đó. Đấy, thì các bạn nhìn thấy đây là đường thấp nhất là sử dụng Tyrian 25, là đường thấp nhất là đường cấp vào, còn trên đây là đường cấp ra đó. Còn bên này, bên này thì một đầu ống nước ra cũng sử dụng Tyrian ngoài 25 là ti gắn liền luôn đó, chứ khi mà gió thổi nó không có hiện tượng rung nắc, những cái này không bị ảnh hưởng đến ron. Và cái đặc biệt nữa là khi các bạn sử dụng ở đây thì các bạn sẽ có một nỗ xả, nỗ xả ở đây là nỗ xả điện trở 47, các bạn có thể dùng để xả nước, xả nước ra khi các bạn xúc rửa vệ sinh, hoặc các bạn có thể gắn điện trở ở đây, điện trở ra nhiệt dự phòng. Thường thì ở khu vực Đà Lạt hay khu vực miền Bắc có thể sử dụng loại điện trở này, ở trong Nam chúng ta thì không cần sử dụng loại này, là nóng nó vào thôi. Thì ở đây thành phần chính tạo lên nước nóng đó là ống chân không thế hệ mới, công nghệ mạ titan. Thì dòng ống chân không của Nipton có dập nổi chữ Nipton ở bên trong thân ống để tránh hàng giả nha các bạn. Thì với công nghệ 5 lớp, lớp ngoài thủy tinh trong suốt, ánh nắng dễ dàng tiếp xúc và dẫn nhiệt vào trong cái ống thủy tinh này nha các bạn. Lớp thứ hai là lớp truyền nhiệt là hợp kim đồng, lớp thứ ba là chống bức xạ hồng ngoại và làm sạch nước. Lớp thứ tư là lớp bên trong là lớp hấp thụ nhiệt là 99.5% hợp kim ở trong này. Còn lớp cuối cùng là lớp chống bám cặn giúp cho bề ngặt của ống, khi các bạn sử dụng nước lâu năm sẽ hệ thống cạm sẽ không bám được bên trong thân ống, không sẽ không bám được chân này đó, không bám được lớp trong này. Đó là ống chân không công nghệ mới nhất của Nipton, ống chân không 58, chiều dài 1m8.
Thì ở đây bên mình đã đang tiến hành đút ống thủy tinh vào rồi. Thì cách lắp đặt thì nó cũng như các dòng máy khác. Nhưng ưu điểm của dòng Nitton này giúp làm nóng cực nhanh, giúp các bạn có thể tiết kiệm được thời gian làm nóng cũng như là thời gian lắp đặt máy. Và đây là sản phẩm máy năng lượng mặt trời Nitton khi đã hoàn thành nha các bạn. Đó, thì thiết kế rất là bắt mắt. Thiết kế dàn chân chịu lực được vuốt gọn gàng, thiết kế như là một mỹ nhân nha các bạn. Thì những lý do mà bạn nên chọn năng lượng mặt trời Nitton này là các bạn sử dụng ra bỏ ra một số tiền nhỏ và các bạn sử dụng năng lượng mặt trời đến từ công nghệ Ý. Thứ nhất là bình được bảo hành 5 năm, hư các bạn sẽ được đổi mới do lỗi nhà sản xuất. Ống chân không 5 lớp công nghệ mới giúp 4 tiếng giúp các bạn có thể có nước nóng xài, nhiệt độ dao động từ 60 đến 80 và vào những ngày trời buổi trưa nắng. Chân nhôm nhẹ nhàng chịu mọi được địa hình khi các bạn lắp đặt, giúp khi các bạn sử dụng nhiều năm không có hiện tượng hoen ố hay rỉ sét. Đó, về dòng ti ở đây thành phần chính hay có chuyển động, nhà thiết kế nhà sản xuất đã giúp cho là sử dụng ti gắn liền với đột inox dày. Ti gắn liền đã được hàn vào để tránh cái hiện tượng là rư hư hỏng từ đây. Rất là nhiều khách hàng hỏi trung tâm năng lượng mặt trời này khác thì hư rong ở đây và ở đây, và biết được điều đó, Nitton đã khắc phục bằng cách sử dụng ti ren gắn liền giúp tuổi thọ sản phẩm cao hơn những dòng sản phẩm thông thường khác. Đó, trong tầm giá từ 6 đến 8 triệu là các bạn có thể sử dụng được năng lượng mặt trời đến từ công nghệ Ý hoặc nhà sản xuất Thiên Thành Tâm. Các bạn có nhu cầu, các bạn tìm mua dòng sản phẩm này, các bạn liên hệ với trung tâm năng lượng mặt trời Thành Phát để được tìm mua những sản phẩm tốt chính hãng với thời gian bảo hành lâu nhất, đội ngũ lắp đặt chuẩn đúng quy định, giúp máy có tuổi thọ độ bền cao, đạt được hết hiệu suất ánh nắng khi các bạn sử dụng. Thì máy năng lượng mặt trời Nitton này đã xuất hiện ở tất cả các tỉnh phía Nam, từ miền Trung tới miền Tây, Đông Nam Bộ. Thì sản phẩm có 3 dòng: dòng vỏ thép bạc sơn tĩnh điện, dòng vỏ inox và dòng ruột Lalo PPG. Thì tùy theo nhu cầu cũng như nguồn nước các bạn sử dụng thì các bạn lựa chọn cái dòng sản phẩm phù hợp với ngôi nhà mình. Khi các bạn chưa tìm hiểu được hay các bạn đang phân vân muốn tư vấn, các bạn liên hệ với trung tâm của Thành Phát hoặc từ nhà sản xuất Thiên Thành Tâm để được tư vấn cái dòng sản phẩm Nitton này. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau và hẹn những công trình mới mà lắp đặt cho khách hàng để nói nhiều hơn về các dòng sản phẩm năng lượng mặt trời cũng như dòng sản phẩm năng lượng mặt trời Nitton. Còn bây giờ thì xin chào các bạn.